cho các bạn. Liên quan tới vụ án từ tù Hồ Duy Hải, xin cung cấp cho các bạn thông tin. Từ tù Hồ Duy Hải có tham gia phiên giám đốc thẩm hay không? Một lãnh đạo văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, vào ngày 6 tháng 5, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải bị kết án về hai tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An. Vào chiều ngày 5 tháng 5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một vị lãnh đạo văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao đã cho biết, theo như dự kiến, vào sáng ngày 6 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải bị kết án về hai tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An. Đây là phiên tòa giám đốc thẩm nên Hồ Duy Hải sẽ không được triệu tập như phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Phiên tòa này, hội đồng thẩm phán chủ yếu xét xử trên hồ sơ không có bị cáo, không có thân nhân đương sự, không có bị hại. Theo đó, thì hội đồng thẩm phán chỉ triệu tập những người đã thực hiện các tố tụng ở các cấp đã xét xử như điều tra viên, kiểm soát viên, giám định viên, luật sư như đúng quy định của luật mới, lãnh đạo văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao nói. Theo một lãnh đạo văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao, do phòng xét xử nhỏ và thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19 nên phiên xét xử chỉ cho một số phóng viên báo chí tham dự. Được biết, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ làm chủ tọa của phiên giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân tối cao còn mời luật sư Trần Hồng Phong, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tham gia bào chữa cho Hồ Duy Hải tại phiên giám đốc thẩm. Phiên giám đốc thẩm dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo ra trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Trước đó, cuối năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và phúc thẩm năm 2009 của Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ hai bản án đã xét xử Hồ Duy Hải về tội giết người, cướp tài sản để điều tra lại, đồng thời tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải. Theo nội dung của vụ án, sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi đóng tại ấp 5, xã Nhị Thanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị sát hại dã man tại nơi làm việc. Sau đó thì bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình đối với Hồ Duy Hải. Sau khi những bản án được tuyên thì mẹ của bị án Hồ Duy Hải đã liên tục kêu oan. Năm 2014, cơ quan chức năng tỉnh Long An dự định sẽ tổ chức thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới cơ quan chức năng về việc đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải. Văn phòng Chủ tịch nước đã yêu cầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét cho kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng của một con người. Tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải theo đề nghị của Chủ tịch nước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất về vụ án Hồ Duy Hải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.